À, Chánh đang ở cái quán này là quán Cô Ba Thịt Nướng, ở địa chỉ là 301, cái hẻm 301 ở đường Trần Xuân Soạn. Mình vô hẻm 301 đúng không, mình chạy vô trong cái số nhà số 12 thì mình sẽ có một cái góc bán bún thịt nướng mà cái bà đã bán đông kinh khủng khiếp, bán mà có 1 tiếng rưỡi à, mà bán một hai cái núi bún thịt nướng luôn á, hai cái núi thịt luôn mà bán hết trơn á, nên bữa nay Chánh mới review cái quán này. Bưng lên thành phẩm ở cho mình ở trên mặt bàn á, thì nó sẽ như vậy đó. Thì Chánh lấy bớt ớt ra đi, chứ nãy quên dặn cô đừng bỏ ớt, Chánh không có ăn ớt với đậu phộng, mà phải bỏ vô cho đủ để cho mình thấy là ở đây một cái dĩa, một cái tô bún thịt nướng á, là nó sẽ gồm có những cái thành phần đó, được không? Ở trên bàn của mình á, cái chén nước mắm này cũng ớt không, ở trên bàn của mình á, mình sẽ thấy là trên bàn sẽ có một cái keo nước mắm giống vậy nè. Thì mình ăn đó thì Chánh thích ăn nước mắm bên ngoài giống vậy. Chánh bỏ một miếng nữa. Mình thích ăn bao nhiêu nước mắm mà mình bỏ. Chánh ăn hơi lạ là Chánh sẽ lấy đồ chua ra, tại vì Chánh ăn cơm tấm với lại bún thịt nướng, Chánh không ăn đồ chua. Nãy Chánh quên dặn cô á, nhưng mà cái này để quay clip cho nên mình có để cho nó đầy đủ giống vậy nè. Thấy không? Chánh hay cho một miếng chanh vô cái bún. Vậy thôi. Mình có cái miếng thịt nè. Trời đất ơi. Xích xác. Trời ơi. Ở chỗ này vô địch. Về nướng thịt rồi luôn. Cho nó thiệt đó. Ướp cũng ngon mà nướng cũng ngon. Mình nướng cái miếng thịt này mà nó vừa chín luôn á. Như vậy á, mà để không có bị khô thịt đó rất là khó nha, cũng tưởng dễ nướng. Mình để cái lửa nhỏ, mình nướng thật là chậm rãi, thịt nó chín được tới bên trong. Nước mắm ở đây rất là ngon. Ở Sài Gòn á, Chánh chỉ ăn bún thịt nướng có một mình chỗ này thôi. Cái miếng thịt nó mềm mà nó còn độ giòn, mà nó rất là vừa vị, nó rất là thấm. Không hề khô một chút nào luôn, rất là đáng công để mà hả chạy ra đây review cái món ăn này số 1 luôn. Theo luật cũ ha, là mỗi lần mà mình đi ăn cái chỗ nào đó ngon á thì mình hay đến mình xin, mình trò chuyện với là cái người bán ở đó. Thì Chánh xin, Chánh trò chuyện lại với cô rồi. Bữa nay mình trò chuyện, mình nói chuyện một chút xíu để coi là thực sự là cô có những cái gì đó hay ho khi mà cô chọn cái nghề này. Rồi mình học hỏi được gì mình học hỏi ha. À, con chào cô. Chào, chào. Thì ra con ăn đây tới nay là được 4 5 năm rồi mà con cũng chưa biết tên cô. Cô Ba quán bún thịt nướng để vậy. Cô Ba quán bún thịt nướng, cái địa chỉ là 301/12 Trần Xuân Soạn. Cô bán bún thịt nướng như vậy bao nhiêu năm rồi cô? 20 năm, cô bán được 20 năm rồi. 20 năm là từ năm 1990 hả? Ủa đâu có, 2000 chứ. Từ năm 2000, năm nay mà 2020 rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, năm 2000. Cái chính của mình là bán bún thịt nướng, mình còn bán mấy cái món khác không cô? Còn mỗi một tuần á, là cô bán hai món nước
thêm là như là bún măng vịt, một tuần thì 2 ngày, bún mắm một tuần 2 ngày, với lại bún bò quế, bánh canh cua, rồi món thịt nướng là ngày nào cô cũng vẫn bán bình thường, mà món chính luôn. Món chính là bún thịt nướng. Đúng rồi. Còn ăn đây 4 năm rồi, con thấy có một cái điều lạ là mỗi lần con đến đây ngày rằm với lại ngày mùng 1 cô cũng bán, lý do là sao ạ? Tại vì ngày rằm là ngày chay đó, cô nghỉ xả hơi. Với ngày mùng 1, đúng rồi. Ngày rằm ngày mùng 1 là ngày chay, cô xả hơi 2 tháng 2 ngày. Có đi chùa không? Không. Anh xui đúng không? Anh xui. Bữa kia con lại hỏi sao nó đi chùa, nó bà đi chùa rồi. Đúng rồi, có bữa có lần thì đi, có lần không đi. Dạ. Chứ không phải là tháng nào cũng đi. Cô rảnh rồi cô đi. Nhưng mà vậy là cái thời gian bán của mình đó là chỉ trừ ngày rằm mùng 1 nghỉ thôi, còn là mình bán suốt. Đúng. Chứ bảy chủ nhật bán luôn. Đúng rồi. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 1 giờ rưỡi cô bán đến 4 giờ. Nhưng mà bún thịt nướng này con ra mới có 2 rưỡi hết rồi. Có lúc 3 giờ hết. Đúng rồi, hết sớm, nhưng mà còn cái món nước cô khoảng kéo dài một chút đó. Dạ. Là khoảng 4 giờ mới hết. Vậy bây giờ con hỏi xíu liên quan tới đồ ăn nha, một cái tô bún thịt nướng như vậy của cô là nó bao nhiêu tiền? Một tô bún vậy là 2 cây thịt, vậy là cô bán 30 ngàn. Rẻ quá vậy? Đó 30 ngàn đó. Để một lần con ăn 6 cây không mà con đâu nhớ đâu. Mặt bằng nhà của cô, thành ra cô bán giá bình dân để cho cô bác người ta. Dạ. Cái con hỏi thêm nữa, một ngày mình khoảng bao nhiêu cái sâu thịt như vậy cô có biết không? Cô ước lượng được không? 1 ký là 20 cây, mà 10 ký là 200 cây. Oh man, 200 cây thịt một ngày mà bán trong vòng có 1 tiếng mấy đồng hồ, dễ sợ. Con hỏi thêm chút xíu nữa là cái bí quyết nào mà cho cô có thể cho người ta xin một chút xíu bí quyết là ví dụ như thịt nó phải thịt tươi hay là cái gì đó đại khái để mình đảm bảo được là đồ ăn mình đại xong lại ngon qua 5 tháng chứ không? Cô mua thịt á, là cô mua thịt nạc dăm mà cô lấy cái khúc ngon, khúc đầu á. Cô lấy khúc ngon, một á. Cây cô chỉ lấy có một khúc nhỏ thôi. Là mối lắm á, ta mối người ta giao cho mình á, là ngày nào ta cũng giao, ta phải làm ngon vậy cho cô. Chứ còn cái khúc cứng là cô không có lấy. Đó, bởi vì thịt nó mềm mà nó ngon. Bây giờ luôn. Coi như là cô 6 giờ sáng cô đi chợ về là bắt đầu là 7 giờ là cô ướp thịt, là đến 11 giờ là cô bắt đầu nướng bán lại ra tới 3 giờ đó. Hàng chi thịt ngon qua 5 tháng. Không có ngày nào mà còn lại. Không đủ bán. Câu này là câu hỏi cá nhân, cô bán như vậy thì 20 năm rồi nó có cái sự thay đổi gì về cái kinh tế nhà mình, hoặc là mình có thể nhờ cái bán thịt, có thể nói tại nhờ cái hàng thịt nướng mà mình thay đổi? Đúng rồi. Thì cô cũng nhờ bán thịt nướng với bán hàng ăn này mà cô cũng có tiền. Dạ. Cô cũng được sửa nhà, thay đổi. Tại vì tại sao con hỏi con nhớ là lúc mà năm 2015, 14 con ăn hay 15 con ăn, xong rồi lúc con ăn với vợ con thì cái nhà vẫn chưa sửa. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà con 1 tuổi thì ý con bắt đầu đẻ thì con thấy là bắt đầu cô sửa nhà. Đúng rồi, cô được sửa nhà lại đàng hoàng, nhà là cửa ở được đàng hoàng, cao ráo, sạch sẽ. Mà một cái món ăn mà giữ liên tục trong vòng từ lúc con biết thôi nha, cô bán 20 năm mà, nhưng mà từ lúc con biết tới giờ là 4-5 năm rồi mà cô bán chất lượng không thay đổi thì con nghĩ đó cũng là một cái điều kỳ tích. Đúng rồi, thì cô cũng phải giữ món ăn để cô ốp cho đâu đó đàng hoàng, cô đâu có dám thêm bớt. Tại vì nếu mà bớt thì nó không ngon, mình sẽ mất mối. Đó, vậy đó. Rồi, ngoại trừ cái chuyện mà mình bán tại chỗ thì con thấy mình như có giao hàng nữa không? Hay là người ta đến người ta lấy thôi? Cô không có giao kịp. Người ta chỉ tới ăn người ta lấy thôi, chứ còn đi giao là cô không có đi giao. Tại vì đông dữ lắm, mình không có đi giao. Rồi, con cảm ơn cô nhiều. Chúc cô thật là sức khỏe. Rồi. Dạ, cảm ơn cô. Còn ha.